là con đều là học trò của ai hết. Anh học trong đó. Đó là lớp của châu mẹ. Không có chuyện này nè. Cắt được tí xíu. Ủa vậy hả? Để tôi quay nữa. Hả? Tôi quay ngược lại nữa. Tôi quay lại bạn đứng sau lưng đó, tôi quay nữa. Đây cái sợ không? Không có tiếng. Lại quay chưa? Đấy. Xong rồi thầy, lúc thầy cứ đổ máy này 1 giờ có xe đưa thầy về. 1 giờ rồi đó, còn có 5 phút nữa à. Vậy là 1 giờ nhiều người đi về hả? Tôi cũng về nữa. Không có thầy nghiệp gì vậy. Máy là trong máy cũng vậy nữa. Nhớ còn trong máy tôi nhớ trong máy đó. Trong máy giờ nó là không. Là hành trình gia điển là nói họ đồng hơn trong máy rồi đó nghe thôi. Chưa nhớ trong máy đó. Trong máy mà trong máy trong chính nó còn ba máy. Ba luôn. Máy của Lê ông chồng tôi quá hơn đó lại ông hơn kia ông sư phụ. Giờ thành mình lũ luôn. Tại sao? Cho mai chặt vui với tôi nói với tôi. Thôi ông chồng ta. Chơi bất lòng thầy á. Chơi bất lòng thầy á. Người thầy bất hết trời. Chí bất lòng thầy nào? Thầy Mỹ. Tại sao bất lòng thầy vậy? Thầy lông nhiều quá bất cho nó sạch. Trời đất ơi. Vậy đó hả? Vậy thầy nói sao? Thầy nói no hả? Trời ơi. Có mày đưa lấy cho nó. Không ơi chị Diệp chị xong rồi. Sao kêu bằng chị? Trời ơi. Chị ăn bánh xèo. Sao kêu bằng chị? Cái hội là cái bạn với tôi còn cái chị với em chứ bằng chị. Từ. Nó có cái giơ tay của họ nghe cái phụ nữ bằng em nha. Có mẹ anh chị trên đây hỏi cho tôi nghe đó. Rồi mới đi bằng em nha. Cú đen. Cú đen. Thiệt mà ở nhà kêu cú đen không bạn. Thì nó có luôn á. Mà bây giờ nó màu gì? Hả? Nó màu đen nhưng mà bây giờ nó màu gì? Bú màu nhân nữa. Nó lợi nghe coi. Chị không nói nhớ này. Vậy gì nữa mình lên bằng hơn biết bao lâu rồi hỏi mình. Vậy chứ bà nói vậy. Bà nói vậy mà bà nói nó nhỏ quá vậy. Mấy nói vậy hả? Như tay thầy với mà thầy Diệp về thì à, tớ nữa cho chia tay tớ luôn. Tớ về. Cảm ơn thầy, chắc các bạn vỗ tay. Cảm ơn thầy. Ồ. Cũng thông báo với các bạn là thầy có tặng cho chúng ta các bạn các lớp một cái quyển sổ tay. Xé hà luôn mấy lần. Các cái địa chỉ của thầy cô của mình hồi xưa mình học á. Số điện thoại, địa chỉ liên hệ. Dạ dạ. Xé lên xé đó Nguyễn. Đó là cái cốc của thầy Nghiệp tặng cho các bác mình nha. Rồi rồi, em sẽ nói cho các bạn. Dạ dạ dạ. Cảm ơn thầy trở lại về. Có tài xế gì không? Thằng nào nước cho thằng đó trở. Tài xế của bên đó. Ai nước cho người đó trở về. Em tới về luôn nha. Thôi, có điện như vậy chiều đấy điện bảo. Trời chưa có nghe hát hồi gì trơn vậy. Tôi đâu có lại thằng rể đâu, tôi đi theo tôi. Thì mới đi rồi xong rồi về luôn. Giờ còn tôi nữa. Mẹ, phải tôi đi Úc được chứ thôi, tôi biển rồi. Cái gì? Sao cứ gì mà chỉ chỉ nó ra vậy? Mẹ nó chỉ nó nói thiệt. Mẹ, chị đây học bài ông Thi. Ông Thi à? À, ông Thi cái CFP. Chị đây học bài hả? Tức là tự học hả? Rồi các ông, trường ôn. Trường ôn, chiều nay bắt đầu sao? Đúng rồi, sáng buổi đi đi, tôi đi thi giùm cho. Ờ, phải cho tiếng Mỹ là được, ok rồi. Tôi nói cái mặt tôi đẹp, cái mặt ngon lên. Vậy ta hát bài mày đi. Bài gì vậy? Ai biết? Cháu lên ba đi. Hồi xưa là cái này. Cái bài của thầy Tấn. Quên thôi. Trời ơi, bà đó là quên thiệt luôn á chứ phải chơi. Thời gian quê em sông nước mênh mông. Đúng không? Sao gió rì rào. Quên bà. Nhưng mà đi